Kinh tế năm nay khó khăn thực sự, phần 2 anh em ạ. Thì chào anh em, mình là Sơn Núi Đổ Ra đây. Ở video trước thì mình nói về cái khủng hoảng dư thừa về mặt hàng hóa. Nhưng mà theo quan sát của mình ý, năm nay nó có một loại khủng hoảng dư thừa nữa. Nó là cái khủng hoảng dư thừa về mặt content. Chính cái nền tảng TikTok này mình phải công nhận rằng là họ làm rất tốt trong việc là tạo ra cái hiệu ứng FOMO. Nó khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng là kinh doanh buôn bán thương hiệu gì thì phải tràn lên TikTok này mới bán hàng được. Doanh nghiệp lớn, những brand nhỏ như mình, rồi kể cả những cái hộ kinh doanh cũng lên TikTok để mà tập trung về bán hàng. Mình thì không phủ nhận rằng là TikTok nó tạo ra một cái sân chơi rất là ok, và bản thân bên mình này cũng được nhận được rất nhiều lợi ích. Như mình Sơn Núi Đổ Ra là cũng được rất nhiều anh em từ Bắc đến Nam, thậm chí là hải ngoại Việt Kiều cũng biết về các sản phẩm áo da của bên mình. Cái đấy mình rất là trân trọng. Tuy nhiên thì bây giờ với cái lượng mà người nó tham gia nhiều như thế, có một cái cảm giác vô cùng quen thuộc. Nó giống như là cái thời kỳ mà khủng hoảng chứng khoán ấy. Khi mà kể cả những cái cô bán rau ngoài chợ cũng nói về chứng khoán. Ở đây đang có quá nhiều người sản xuất nội dung, trong khi đó cái số lượng người xem muốn tiêu thụ cái content đấy mình nghĩ rằng là nó đang không đổi và thậm chí là còn đang giảm. Và suy cho cùng thì ai là được hưởng lợi từ cái này thì mình nghĩ rằng đây là cái bên trung gian, chính là TikTok hoặc là những cái bên về kênh thương mại điện tử sẽ là người hưởng lợi sau cùng. Ngày xưa khi mà Grab hoặc là Uber mới về Việt Nam ấy, thì mình không kiểm chứng đâu nhé, nhưng mà thực sự là rất nhiều anh em nói rằng là thời kỳ đầu Grab thì anh em làm ăn rất là được, nhưng mà bây giờ thì Grab anh em làm ăn rất là khó khăn. Thậm chí là những anh em nào mà thực sự là đầu tư đánh đổi sự nghiệp của mình vào cái công việc này ấy, bây giờ nó rất khó khăn tại vì cái mức chiết khấu khá là cao. Thế cuối cùng người hưởng lợi cuối cùng là cái nền tảng trung gian. Theo quan điểm của mình thì mình nghĩ mỗi ngành nghề đâu đó nên có một chút gọi là độc quyền. Nghe có thể rất là tranh cãi nhá, và mình nghĩ là rằng rất nhiều anh em có thể comment rất là tiêu cực. Nhưng mà nếu mà anh em muốn hiểu rõ hơn về cái điều mà mình nói, cái điều này nó nói ở trong một cái cuốn sách mà mình rất là thích, là cái cuốn Từ 0 đến 1 của tác giả là Peter Thiel. Khi mà thị trường một cái ngách hàng nhỏ nó đâu đó nó có khoảng 2 đến 3 nhà hàng bán độc quyền ấy, thì người ta có một cái biên lợi nhuận đủ lớn. Thì cái biên lợi nhuận này thì nó nhằm mục đích gì? Thì nó sẽ tập trung vào các dịch vụ khách hàng để chăm sóc khách hàng một cách tốt hơn. Rồi người ta tập trung về nghiên cứu sản phẩm để tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra thì chăm lo đến đời sống của anh em nhân viên, và cuối cùng thì nếu mà có dư thừa thì làm những cái trách nhiệm về phúc lợi xã hội để trả lại xã hội. Còn nếu mà trong tình trạng hiện nay thì người ta gọi là cạnh tranh hoàn hảo, tuy nhiên nó không hoàn hảo đến thế. Bây giờ cái sự cạnh tranh như thế nó khiến cho các ngành bán cái biên lợi nhuận nó rất là mỏng, và nếu mà cái biên lợi nhuận nó mỏng như thế thì người ta chả làm được cái gì thứ gì nó tử tế cả. Mình biết là cái này sẽ rất gây tranh cãi, tại vì từ trước đến nay mọi người thường nghĩ cái từ độc quyền nó là một cái từ gì đấy nó rất là tiêu cực. Nhưng về một mặt nào đó, nếu mà anh em nghiên cứu cái cuốn sách này thì mình sẽ thấy rằng là cái độc quyền nó không phải xấu, mà cái cạnh tranh hoàn hảo theo cái xu hướng bây giờ ấy, nó cũng không phải là tốt.